Người thứ ba. Cái mình gõ cửa, cửa phòng có hai chồng, ảnh mở cửa ra thì mình thấy ảnh không bận đồ, con kia cũng không bận đồ. Cái mình mới dùng cái điện thoại để mình chụp hình nó, quay phim nó để mình nói bên má chồng cho má, má chồng tin tưởng để mình nói không có miệng. Thì ảnh quất cái điện thoại mình cứ bóp về vô quýnh mình tới tấp luôn. Chỉ vô mặt mình câu nè: mày ngon ha, cho mày chết đói mày luôn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Chào chị. Dạ, xin chào. Dạ. Em năm nay là 38 tuổi. Em đến từ Bến Tre. Công việc của em là diễn viên múa. Gặp ông chồng em á, thì ổng đi coi ca nhạc. Thì lúc đó là em đi diễn xong thì hai đứa cùng về. Về và ảnh cua. Mà chồng của em thì lớn em tới 17 tuổi lận. Yeah. Mà lúc đó là chồng em là Việt Kiều nữa. Và cái thời đó là Việt Kiều rất là hot á. Cái sau đó nói chuyện được một tháng trời thì ảnh nói là ảnh bay về nước, ảnh nói là ảnh Việt Kiều. Lúc đó mới ngỡ ngàng thôi à. Rồi vẫn liên lạc suốt 2 năm trời. Quen 2 năm trời, ảnh cũng bay Việt Nam qua tới bay lui. Lúc đó là em cũng đâu có đẹp đâu, em cũng suy nghĩ mình nên lấy chồng xấu, chồng già nữa, sau này mình khổ sở, ghen chồng hay là cái này nọ. Khoan, như vậy thì bây giờ trả lời một cách rõ ràng là mình cưới ảnh là vì những cái yếu tố nó quá thuận lợi tại thời điểm đó, ví dụ như là một cái mác Việt Kiều nè. Rồi mình cũng muốn lấy chồng lớn tuổi hơn nè. Để mình được yên thân. Đúng. Vậy còn cái hàm lượng tình yêu thì nó nhiều không, và nó đủ lớn để nó bước vào một cuộc hôn nhân không? Không, do là thứ nhất á, cũng lúc đó cũng ham cái mác Việt Kiều. Rồi quen ảnh hả, chưa gì quen là ảnh quất cho mình hai chiếc xe Alac. Mà cái thời Alac đó là đại gia mới có tiền mua. Lúc đó con gái mà thấy mà vật chất cũng choáng ngợp. Và mình cũng suy nghĩ kỹ là ồ, lấy cái anh Việt Kiều này ngon nè, vừa ga lăng nè, vừa chiều chuộng mình nè, thì thấy cuộc đời của mình lấy người này chắc mình sẽ ok, nên mình không có cần chọn lựa. Rồi ngày qua ngày quen 2 năm thì ảnh thấy đối xử tốt với mình, lúc đó mình có tình cảm. Rồi cưới thôi. Dạ. Bạn rất thẳng thắn khi bày tỏ rằng là cuộc hôn nhân đó nó không phải là cái câu chuyện mà người ta vẫn hay nói với nhau một cách rất là đẹp đẽ về những cái giá trị mà ai cũng cảm thấy là mình là người tử tế. Ok. Dạ. Rất rõ ràng, tôi thấy tôi an toàn từ vị thế, độ tuổi cho đến vật chất. Thì sau 2 năm á, mình phát hiện ảnh có một cái bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh quan tưởng. Có nghĩa là khi ảnh mà coi phim mà ngoại tình thì ảnh sẽ tưởng tượng là mình ngoại tình giống như bộ phim đó. Giống như là ảnh sẽ tra tấn cái tinh thần mình. Rồi nó làm cho mình điên đầu luôn. Đến nỗi mà khi mà cái lố nhất là ảnh đọc cái câu chuyện mà cháu ngoại tình với gì mà gặp ngay thằng cháu á, là con của người chị thứ hai. Lúc đó bé mới chỉ có 10 tuổi thôi. Vậy mà ghen với mình với đứa cháu nữa. Mà nói mình thậm tệ, nói mình là ban đi mình quan hệ với cháu này nọ, giống như tra tấn mình vậy đó. Mà mình á, thì không dám kể cho gia đình ha, không dám kể cho bạn bè. Lúc đó là giống như là mà mỗi ai là liêu tra tấn như vậy. Lúc đó bạn đã sinh con chưa? Sinh lúc đó là hai đứa. Ảnh bắt đầu thể hiện cái bệnh của ảnh là từ sau 2 năm hôn nhân. Đúng rồi. Và nó kéo dài cho đến sau đó nữa. Đúng. Vậy thì bạn đã chịu đựng cái khoảng thời gian đó như thế nào? Nó giống như là địa ngục vậy. Thì đi với ảnh hay nội, mình uống cà phê thôi mà người lạ giờ mình thôi là một hồi về có chiều, giống như là mình với người đàn ông đó là cái chuyện. Còn khi mà qua Mỹ rồi á, đi đâu á, điện thoại mà bắt phải điện thoại phải có thấy mặt nha. Nghe cái tiếng đàn ông nào mà ở ngoài vô hỏi thằng đó là thằng nào, phải bắt quay cái mặt thằng đó. Rồi thằng đó ở đâu, đến nỗi mình không hề biết người đó là ai nữa. Mà ảnh có hai bộ mặt trước mọi người á, làm giống như là một người đàn ông tốt, thương vợ, thương con. Nhưng mà sau, đằng sau đó thì đã nghiến mình giống y chang như mình là một tội đồ vậy. Tại sao lúc đó mình không nghĩ đến câu chuyện mình cần được giải thoát mà mình phải đợi đến 5 năm? Có, lúc đó là 2 năm đó là muốn ly hôn rồi. Nhưng mà mẹ cản, mẹ nói là con còn nhỏ. Thì hồi xưa mẹ bị cha cũng có vợ nhỏ, một mình nuôi con. Hiểu được cái cảm giác mà người mẹ nuôi con rất là cực khổ. Nên mẹ không có muốn là mình sẽ giống như mẹ phải nuôi con như vậy. Cái ngày đó mình rước ảnh về nước. Mà cái đêm đó đó thì ảnh xin phép mình đi nhậu với bạn bè. Mà sống với nhau là 5 năm trời thì mình biết cái tánh ảnh là đi đâu ảnh cũng đều bắt mình đi theo. Mình không biết nhậu cũng bắt mình ngồi đó. Lần này về là xin phép đi mà không có mình thì mình biết cái dấu hiệu đó là có ghệ nhí. Quyền riêng tư là điện thoại là không bao giờ mà mình mà coi này cái nọ, anh ỉ lại. Mình đã thấy dấu hiệu rồi. Mình mở ra tin nhắn thấy số của Việt Nam. Em nhớ ông xã quá trời. Thì mình mới nghĩ là chắc chồng mình ham vui, ăn giống như là ăn cháo trả tiền vậy thôi. Mà sống nhau 5 năm á, là càng ngày kinh tế là càng hẹp.
ảnh không có gửi tiền cho mình thường xuyên nữa. Lúc đó con còn nhỏ, lúc đó bé thì có 1 tuổi mấy, còn bé kia thì 3 tuổi mấy. Mà lúc ảnh về thì ảnh bắt mình nghỉ làm. Thực ra ảnh có kế hoạch để đón ba mẹ con qua bên đấy không? Tức nghĩa là về vẫn làm giấy tờ, nhưng mà một cái điều là ba mẹ chồng đều cứ hối thúc mình đi. Nhưng mà sau này mình bất ngờ một cái là làm cho đã mà qua bển ảnh không hề nào. Ảnh không muốn mình đi mà ảnh giấu mình và giấu bên gia đình chồng. Sau này mới phát hiện điều đó. Mình nói ủa sao bạn mấy bạn đi sao mà người ta đi hết, mà nay mình 5 năm trời mà chưa có. Nói đẻ không ra phải kê khai là cái mới, phải đẻ thứ hai kê khai cái mới. Mình cũng tin tưởng đó, mình khờ lắm. Về là mình còn phải nuôi ngược lại nữa, mà mình đâu có tiền. Gia mẹ thấy con nó khổ thì cứ lấy cho mấy chục triệu cho chồng mình, mới là diễn cớ là cãi lộn. Mà lúc đó là quê mình ở Bến Tre, khi mà có nhà thì có ở Sài Gòn, thì có Sài Gòn có nhà của nhà ba chồng, có một mình ba chồng thôi. Còn mẹ chồng với mấy em chồng thì bên bển hết. Thì ảnh cãi lộn, để mà ảnh đi lên cái con ghệ đó thì mình cứ nghĩ là thôi ông đi đi cho nó khỏe, cho mình khỏi nhức đầu, mình cái tư tưởng vậy thôi. Chứ không nghĩ là sẽ có ghệ với con nhỏ đó mà dài lâu. Cái sau này mình phát hiện á, con bé đó thì mình mới hỏi bây giờ sao. Ảnh mới nói là ảnh quen nhỏ chơi thôi, mới có 15, 16 tuổi bán cà phê gì đó. Mà hồi xưa là mình cài cái số điện thoại là có cuộc gọi nhỡ của lịch sử. Mình đâu cần phải nghe lén, khi mình mở cái mật khẩu mình lên là anh gọi số nào, thời gian nào là biết liền. Cái bắt đầu mình mới là dùng cái số đó mình điện thoại với con bé đó, nói nè, bé ơi, bé quen với chồng chị đúng không? Cũng còn giải nai, nói giọng giống như là còn hơn là mình. À, em không muốn chồng chị bỏ chị đâu, nói chuyện giống y chang như là thế vị hơn mình như vậy đó. À, em kêu ảnh rồi á, chia tay mà ảnh không chịu. Chồng chị nói không có chịu bỏ chị, mà cũng muốn quen em vậy đó. Em mới nói là em nghĩ đi, nếu mà chồng chị thương em thiệt á, thì tại sao không bỏ chị lấy em? Mà đâu phải em là một người đầu tiên đâu. Ảnh chạy qua, ảnh quen tới 101 con, không chỉ ở đây bên Mỹ nữa. Nên thành ra em phải sáng suốt lên đi, chứ đừng có thấy mà như vậy là ảnh cho vật chất như vậy mà em mê. Nếu mà ổng mê em mà tại sao không bỏ vợ mà lấy em? Em phải suy nghĩ điều đó. Còn nếu em cần bao nhiêu tiền chị sẽ cho em nha. Cái nói thôi em không muốn ảnh bỏ vợ con đâu, thôi để em chia tay ảnh. Nói chuyện giống như nói chuyện ngang á đó. Thì mình cũng tưởng đâu là chia tay. Thằng chồng mình cũng hứa là cũng bỏ nhỏ đó. Những lúc mà không có mình là mình thấy cuộc gọi vẫn bình thường. Thì mình lúc đó nghĩ là thôi, đàn ông mà kiếm tiền được thì mình cũng phải thông cảm. Thông cảm để cho người chồng mình có thể giải quyết sinh lý hay cái này nọ. Lúc đó mình nghĩ là chồng ăn cháo bỏ tiền là bình thường. Mùng 1 Tết nhớ mãi trong cuộc đời. Ảnh ở trên Sài Gòn rồi, ảnh nói là ảnh sẽ lên lo ba. Tại vì ảnh là con trai trưởng mà về nước mà không chăm sóc ba thì mấy đứa em sẽ trách này nhỏ không biết quan tâm ba. Thì mình nghe cũng có lý. Rồi cứ mùng 1 Tết á, là mình có một người dì cũng bên Mỹ á, ở Việt Nam mà trở về nước thì mình sẽ đưa dì của mình đi về qua bên Mỹ luôn, đưa ra sân bay sẵn tiện ghé thăm chồng. Mà bình thường mình đi Sài Gòn á, là mình hay báo hôm nay em lên nha anh, thì ảnh đã chuẩn bị, mình đâu có nghĩ lại điều đó. Mà kỳ này là muốn tạo bất ngờ cho ảnh. Khi mình về là mình thấy có một đôi dép lạ của nữ là mình biết ngay ha, mình biết ngay. Cái mình gõ cửa thì là cửa phòng của hai chồng, ảnh cái tưởng là ba chồng của mình không à. Cái hỏi ba hả ba, mình cũng im lặng mình gõ cửa. Cái ảnh cũng tưởng là ba, ảnh mở cửa ra thì mình thấy ảnh không bận đồ, con kia cũng không bận đồ ha. Cái mình xong vô có hỏi chuyện này sao, ảnh nói không có chuyện gì hết trơn á, chỉ là bạn bè thôi, em đừng có hiểu lầm này nọ. Đó ủa không hiểu lầm, hai người không có bận đồ hết trơn mà anh nói không hiểu lầm á. Phòng á thì nhà ba tầng lầu, nhiều phòng, thiếu gì phòng không ngủ mà ngủ hai vợ chồng. Còn nếu như anh nói là không có phòng ngủ, trước nhà mình á khách sạn nhiều lắm, tại sao không ngủ phòng đó? Anh giải thích làm sao ha? Nghĩ là chơi gái thì ra ngoài khách sạn, chứ không nghĩ là dám đưa vô nhà mình để hàng xóm tại dòm ngó. Mà không nghĩ nhà mình có ba chồng nữa, mà ba chồng mình tại sao cho gái vô nữa. Mà ba chồng mình rất là hiền, ổng hiền, thật là hiền. Cái mình mới dùng cái điện thoại để mình chụp hình nó, quay phim nó, để mình nói bên má chồng cho má chồng tin tưởng, để mình nói không có miệng. Thì ổng quất cái điện thoại mình cứ bóp về vô, muốn quýnh mình tới tấp luôn. Lúc đó mình bị sốc lắm. Con nhỏ đó chạy ra, mà lúc đó là khuya rồi, 11, mười mấy giờ, 2 giờ khuya. Thì ảnh chạy theo em cản nó là em không có đi đâu hết trơn, nói với con bồ nhí á, sáng em phải đi. Cái là con nhỏ vẫn chạy xuống, chạy đi ra ngoài đâu không biết nữa, chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì anh ta quay lại xỉ với mặt tôi, nói là mày liệu hồn nha, mày đừng có quậy nha mày, rồi biến đi tới sáng luôn. Lúc đó là bạn hiểu cái cảm giác mà bồng hai đứa nhỏ lên mà chồng mình đối xử mình như vậy. Mà lúc đó hả, quýnh mình á, mình không hề biết đau. Nhưng mà cái đêm đó, sau cái đêm đó bình tĩnh lại, lúc đó là mình nó đau nhất mà mình không biết quýnh mình như thế nào. Phản ứng của ba chồng sau cái cuộc ẩu đả của hai vợ chồng bạn là gì?
ba chồng mình thì biết cái tánh chồng mình đó, giờ ba bướm mà ổng đã quen rồi, có điều ổng giấu mình thôi. Thì ổng xức thuốc cho mình, nói cái thằng này nó tệ bạc như vậy đó, thì an ủi mình thôi. Anh ta trốn biệt tâm một tuần lễ luôn. Sau một tuần lễ đó anh ta trở về nhà, anh ta làm như vô tội, anh ta đổ thừa nó là em ghen tuông này nọ, chỉ là bạn bè thôi. Anh ta thề thốt trước trong bàn thờ là không có ghệ, không có gì trơn nha, lại nói là em đổ thừa đổ quan. Thì ý mẹ hỏi như thế nào thì em mới nói là con không thể sống chung được. Ví dụ như người chồng đó có tệ bạc như thế nào còn chấp nhận, còn người chồng vũ phu đó là không bao giờ. Đánh một lần được sẽ đánh lần hai. Và sau lần á, là ba mẹ mình đi thì ổng chỉ vô mặt mình câu nè: mày ngon ha, mày bỏ tao cho mày chết đói mày luôn. Mà không ngờ làm thiệt nha, không hề cấp dưỡng. Mà lúc đó là bạn nghĩ cảm giác nè, mình không việc làm, con còn nhỏ, sữa tả nó liên tục, nó giống như là mày bị khủng hoảng. Anh ta tệ đến nỗi mà điện thoại con cũng không hề gọi, 3 năm sau mới gọi. Lúc đó là thấy mình là đẹp đẽ, có địa vị, có này nọ thì lại muốn đâu quay về. Nhưng mà anh ta lại đầu độc, anh ta không có điện thoại em con. Người ta nói tao thấy mẹ mày tối ngày chụp hình với thằng trai này trai kia không, thì tôi mới nói là nếu mà anh có tư tưởng như vậy, anh đừng bao giờ điện thoại con, anh không chu cấp cho con, anh không giáo dục con, thì anh đừng có làm hư con điều gì đó. Từ lúc sau tôi chặn số điện thoại tới bây giờ. Nghe thông tin bên và gia đình chồng á, thì không cưới con bé đó, vẫn ở như vợ chồng. Thì ở cô bé đó có đứa con 2 tuổi thì cũng bỏ cô bé đó đi lấy một người khác cứ vậy hoài. Quay trở lại lịch sử một tí, trước khi anh ấy về Việt Nam và quen bạn, do là anh lớn hơn mình đến 17 tuổi thì anh cũng đã là một người có tuổi rồi. Thế thì cái tình trường của anh trước khi đến với mình nó như thế nào? Thì anh có một người vợ đó là người Philippines sống Mỹ, cũng có 4 đứa con đó. Mà người vợ đó thì đã bị ghim son cái mũi á, thì ra chết được 8 năm. 8 năm đó ảnh mới quay về gặp mình. Và ảnh cứ nói là con ảnh lớn rồi, còn má chồng cũng nói như vậy, thì mình cứ tin tưởng là ông chồng này ok. Và cái trận đánh nhau đó thì bạn cương quyết bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Thế thì lúc này khi mà ba mẹ của mình đồng ý cho mình ly hôn thì cái lý do của họ lúc này là gì? Bởi vì trước đây mình cũng đã từng khóc, mình cũng đã từng chia sẻ, mình cũng đã từng nói về một cái cuộc hôn nhân địa ngục, nhưng mà ông bà ngoại vẫn không cho ly hôn. Không, lúc đó là mình giấu tất cả, hôn nhân địa ngục là ông bà ngoại không hề biết. Còn cái sự tấn công tinh thần trong cái khoảng thời gian 5 năm đầu hôn nhân thì bạn lại không chia sẻ với nhà ngoại. Đúng, không chia sẻ một cứ hai bạn bè. Vì sao bạn lại không chia sẻ khi mà mình rất muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này? Bởi vì mình không muốn là cha mẹ mình phải bận tâm. Cuộc đời mình tự lựa chọn khổ sướng thì cũng do mình, thì mình nên gánh chịu. Và có một cái là mặc cảm, tại vì bạn biết là hồi xưa lấy chồng Việt kiều thì ai cũng tự hào, thì đi với bạn bè, mà giờ mình khổ vậy không lẽ mình nói nào mình kể cho bạn, mình thấy mắc cỡ điều đó. Thành ra là nó bị uất hết, là mình không thể nói ai nghe, nó cứ nghẹn nghẹn. Phải chi mà mình có một người mà để mình giải bài thì cái nỗi buồn hay cái ức chế mình cũng có thể giải tỏa được. Còn cái này là mình bị nén 5 năm. Vậy thì nhìn lại cái khoảng thời gian đó, bạn có nhìn thấy rằng là cái cuộc hôn nhân trong 5 năm đầu đó, vì mình tham danh vọng, vì mình bị dính mắc vào cái câu chuyện là mình phải giữ thể diện, vì mình đã lỡ xây dựng hình ảnh của một cô gái lấy chồng Việt kiều vốn nó rất là trendy vào lúc đó, nên chính cái khát vọng đó mới là cái nó làm cho mình chết trong cái vũng lầy hôn nhân đó? Đúng, và mình cũng sáng suốt là mạnh dạn khi mà mình đã thôi. Mình nghĩ là khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa mở ra. Cái quan trọng là chỉ cần giá trị của chúng ta có thì không có lý do gì mà chúng ta không được sống tốt hơn, đúng không? Bởi vì cái sai lầm của phụ nữ là chịu đựng và hy sinh, nó làm cho người phụ nữ thì nó thiệt thòi. Và có nghĩa là chúng ta thực sự chỉ mạnh mẽ khi chúng ta có được cái năng lực tự vận hành cuộc sống của mình thôi. Dạ, đúng cái rồi. Năng lực đó là câu chuyện mình tự quyết định được, mình có tài chính, mình tự tin trong nhiều mối quan hệ, mình biết cái giá trị của mình ở đâu. Ngày hôm nay có thể ăn không ngon, nhưng mà tôi biết là tôi có tiềm năng để ngày mai tôi ăn ngon hơn, đúng không? Và cái việc là mình vượt qua cái nỗi khổ đó, nó có cơ sở thì chúng ta mới không sợ hãi. Còn khi mà mình không có biết năng lực của mình là gì và cuộc sống của mình là do một cái người khác rót tiền vô, thực tế thì nó sướng không? Nói công bằng thì nó sướng, tại vì bạn không lao động mà. Bạn không lao động thì bạn sướng, nhưng mà sự bất an nó sẽ thường trực. Và bất cứ một cái biến cố nào đó nó xảy ra, nó không có hẹn trước với mình. Đêm mùng 1 Tết ai biết được, tự nhiên phải quýnh ghen. Mà có cuối cùng có quýnh được đâu, toàn bị quýnh nữa, đúng không? Đúng. Đêm 30 Tết, cách đó 24 tiếng, bạn đâu có biết là 24 tiếng sao. Mình phải chứng kiến một cái sự cay đắng nó đến mức độ như vậy.
trong chính cái ngôi nhà của mình, cho nên biến cố nó ập đến bất ngờ. Và khi mà mình không có một cái cần câu nào hết thì cái việc mà mình bị ngã quỵ là chuyện cũng bình thường. Và mọi người à, chắc cũng mệt rồi đúng không? Chúng ta cũng phải khép lại chương trình thôi. Chúng ta đành phải chào tạm biệt. Và nhớ đừng quên thứ ba tuần sau vào lúc 20 giờ mọi người nha. Xin chào.